ngoài du học, nên Dư Lê Ngọc đã dành toàn bộ thời gian để đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình. Trong những ngày đầu năm mới, nữ diễn viên đã tích cực xuất hiện trên mạng xã hội và vui vẻ đăng hình chụp chung với người thân. Những bài viết hình ảnh do người đẹp đăng tải đều nhận về lượt tương tác khủng từ cư dân mạng. Trên tài khoản TikTok cá nhân, nữ diễn viên Ngọc đã chủ động chia sẻ hai video thực hiện những điệu nhảy theo trend, được nhiều khán giả yêu thích cùng cháu gái ruột. Tính cho đến chiều ngày 13 tháng 2, hai video nhảy do nữ diễn viên đăng tải đang có số lượt xem lần lượt là 1,1 triệu lượt xem và hơn 500.000 lượt xem. Khi xem những màn nhảy nhót của người đẹp bên cạnh cháu ruột, nhiều khán giả cho rằng nhóc tỳ này có khiếu nghệ thuật giống hệt gì, có bà cháu là bạn sao của bà gì. Chị Ngọc với bé dễ thương quá, cái gì cũng vừa phải thôi chứ, dễ thương vậy ai chịu nổi trời. Về quyết định tạm gác sự nghiệp hoạt động để trau dồi chuyên môn ở nước ngoài, nữ diễn viên Tần Thẳng Thắng cho biết Ngọc không muốn chia sẻ nhiều về vấn đề này là do nó chỉ là việc học tập thêm của Ngọc. Với những khóa này học ngắn hạn rồi trở lại làm việc, chứ không có đi luôn, nhưng lịch trình Ngọc sẽ dừng lại trong khoảng thời gian Ngọc đi học những khóa ngắn hạn. Dạ nó chỉ đơn giản vậy thôi, nên suy nghĩ đơn giản thôi ạ. Em xin phép tạm dừng chia sẻ về việc này ạ. Em cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.